Thưa quý vị, cũng trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam chiều ngày 13 tháng 8, Tổng Giám đốc Điều hành Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC đã có buổi gặp mặt Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Tại buổi gặp gỡ, thì đại diện IFC cam kết tiếp tục hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển hạ tầng hướng đến đô thị thông minh bền vững. Ông Lê Horo nhấn mạnh nỗ lực cải thiện hệ thống giao thông sạch của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành mô hình cho các thành phố khác AFC đang hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phát triển hạ tầng giao thông thông minh nhằm mở rộng giao thông công cộng, giảm tắc nghẽn và giảm phát thải khí nhà kính. Nghiên cứu bao gồm báo cáo khả thi về hệ thống xe buýt điện nhằm giảm ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, thì AFC cũng sẽ hỗ trợ thành phố phát triển hệ thống y tế trước áp lực quá tải của hệ thống y tế trên địa bàn thành phố. Cụ thể, thì tổ chức này tiếp tục thực hiện vai trò là nhà tư vấn chính trong việc lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, bệnh viện trong ngày trong khuôn viên của trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch theo hình thức hợp tác công tư VPP. Dự án này gồm một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, một phòng khám đa khoa và một bệnh viện trong ngày. Dự kiến sẽ thuộc phục vụ khoảng 300.000 lượt bệnh nhân một năm. Đối tác tư nhân tham gia dự án này sẽ chịu trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà trường phụ trách hoạt động chuyên môn, đào tạo và cả hai cùng vận hành cơ sở này. Với sự hỗ trợ của Hungary, IFC sẽ tiến hành đánh giá chi tiết và chuẩn bị báo cáo chi tiết về cấu trúc của dự án hợp tác công tư này với các phương án khác nhau. Dự kiến vào cuối năm 2019 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi và kết quả trúng thầu sẽ được công bố vào giữa năm 2020.